Rồi buổi chiều lấy cào mấy bạn ơi. Mấy bạn nghe quay mấy bạn nghe nè. Đó, bây giờ đang lấy cào. Đéo mấy con tiếng hồ lấy cào. Con đẹp trai. Cho Phong lên đài luôn Phong ơi. Đang lấy cào. Cá này bự chưa? Rồi lấy đây cột rồi cậu móc vô không? Ăn cơm chưa ông hai? Chưa nữa hả? Ăn rồi. Nè. Con đẹp trai vậy ta. Đây đây cậu đi chạy bạn. Rồi cậu ấy luôn. Rồi vô cái cây luôn. Không có cây lỗ dầu rồi. Rồi. Tiếng hồ. Có cây lỗ dầu. Lên anh phụ lên phụ lên không. Rồi. 1 2 3. Rồi ôi cá gặp đi luôn. Nè cá bự rồi nè, bắt hết trơn luôn. Chạy đi. Mở mở con còn cá trong nữa. Đầu luôn. Đẹp. Không hai ghi rượu. Có tôm luôn. Có tôm ăn mì tôm. Rồi đổ ra đổ ra. Không có cây lỗ dầu luôn. Về đi về về. Ơi bảy cậu đi. Rồi anh chào các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ qua đường em quay cho bạn xem mấy bạn. Đây đường dây. Bây giờ mình sẽ qua anh em quay mấy chú lựa cá với mua cá nha mấy bạn. Kéo bạn. Ây da. Chị đứa cơm ăn với ông hai ơi. Còn cái này là một cái. Ăn luôn phải không? Trời đất ăn luôn nha. Ừ, cái này là một cái. Mà bén nha. Cái này cái mà dớt thì được hai con này đi. Đây là bỏ chút này. Đây cũng bắt được khô. Cái nó nhỏ thì nó lọt qua đây thấy nhỏ nhỏ. Cái chả nó anh bắt hết luôn anh. Rồi bắt. Không có lên không. Quá không có lại. Đây này, hôm nay con này nó lên đó. Vậy đó. Ừ, cái chả. Còn nhau quá bỏ lại chẳng hạn. Nè, mấy cái này lẽ ta lấy cái cỡ cho rồi, mày đâu, đừng có nó nhỏ này. Con này trở lên hả bác? Không? Ừ. Trời ơi, bác nữa luôn nè. Lộn nó không nhỏ quá. Đúng rồi, chưa thấy gai mà ị bóp ghê hả? Cái đuôi ị dân biển mà. Nè, hai con đó là bắt được á. Cái cỡ gì? Ừ, chả. Hai bỏ lại hết. Em lựa với em Hà, em Phong thôi. Rồi cho anh ấy. Ông đi xuống dưới bắt đầu con lên đi. Nè cá nè nó. Chặn đồ ăn. Có cá để đi nha. Xuống bắt đầu con đi, bên đây có cá à. Đuối nè. Rồi có kêu nhiêu luôn nè. Có tôm tích ông ai ơi. Tôm tích này có gạch nè. Lượm ra đi. Lượm nó còn luộc bị. Cưng đâu có lựa gì được. Chân. Đây anh chỉ cho. Cưng đừng có để này đây. Nè cho cưng cái nè. Nè cưng cào đây nè, rồi cưng lựa. Ốc thì bỏ. Ốc thì bỏ.
cá này bắt cái đù khô nè, nghe cái đù khô nè mình thả vô đó. Còn cá dày bắt cá chả hết đi, vậy là bắt hết đi, bắt cá chả ở đây. Này là khô, này là chả, đúng rồi, thì lên đây buông này ra tập lựa hai tay cho nó quen luôn. Ừ, từ từ thôi đó. Này là chả, ừ, về chả nè, ừ đó khô rồi, cả đó khô bắt được rồi, còn ghẹ để đại luôn đi. Còn về bỏ cái phân nhỏ này nè, bỏ cái phân kẹp đâu có đau đâu mà sợ. Nè đùa này nè, rồi lựa tiếp, bươi ra lựa hết rồi hết, lùa qua đó. Cái đuối con lộn đến đây nè, sâu lông bắt đại đâu có gì đâu mà sợ, bắt chà chà vô mắt. Rồi, ốc với cúm núm gì được xong giả một biết gì, dạ vô mắt hết rồi sống. Cái con nào cũng dành tao nữa hả, con cá này bỏ cái phân nha, cái này bắt không được, cái này bắt không được. Ừ, này là cá chả, rồi kéo qua đây hết rồi, cái lùa qua đây, này là cá heo. Đào đại đó, đào đi. Ông đá muối lẹ lắm. Rồi mấy cái phân dục đại không có luôn cái gì. Ừ, được rồi. Đi ra khoai lại chắc chanh. Phân nữa mày, cho anh Chính Hùng lên đài luôn. Quá đẹp trai. Cá chứ ngồi tàu đài. Quá đẹp trai luôn. Rồi chắc đại luôn, gỡ đại luôn đi hết. Luồn cúp tích đi Phong. Ủa nấu chắc nước hả? Ra vậy. Hôm nay ăn cơm mê luôn gì bệnh khổ ấy ấy. Cơm mê luôn mà. Ừ. Ừ, lấy miếng đá luôn để mấy cái gồng rau hư hết rồi. Lấy cà ra đi, lấy cà dở thùng, lấy cà ra đi. Cái sáng mình xử á. Còn giờ mình ăn đi luôn rồi. Ăn ké đi. Lấy miếng ngồi nào về, lấy miếng đá về bỏ mấy cọng rau xong. Để qua lấy luôn đi. Ăn cơm mày về luôn. Cơm này hồi lấy. Ừ, cứ bỏ vô thôi nó. Về luôn. Ăn cơm mày về ngủ luôn á. Bỏ bụng đi. Bỏ xuống cái trận này à. Lấy cà ra đi, lấy cà gì nằm rồi. Cứ xanh cà đi. Biết sắc cà. Tao dở mày lấy hai cà với hành cái. Rồi, lấy cà, biết lấy cà không? Cà nè, ừ đúng rồi đó đó. Lấy cà ớt hành. Cái đại ra, ừ cái đại ra đi. Thấy mùi trái, trong lòng nó 6 cái trái gì. Rồi đang nắm hành luôn. Quá đẹp trai luôn. Ớt hả? Ớt, có xài có rồi vậy. Có ớt trên không? Rồi, thì được rồi, xuống đi xử đi. Quá sức trận này luôn hả? Trời ơi, cái bầy bò hay chứ hả? Con lên đỉnh con rửa sắt luôn, lấy mẫu này lên trẻ làm 4 gì đó. Trẻ làm 2 cũng được nữa. Nấu cũng ra nước để hết trơn. Cá gì cũng được. Ừ. Anh ấy đang nghiên cứu làm món cá kho cà. Mà lấy cà người được cái rồi mày, để thôi dành nè. À. Ăn cà cho mát. Buổi tối anh ghe luôn. Nguyên ổ heo hết ăn luôn rồi, ổng bài hết ăn bài luôn kìa. Không có dọn dẹp đâu mà quay làm nhân chứng. Đây là cá lưới một con. Rồi con má ăn là gấp một con, gấp nữa con gấp được. Rồi bỏ vô cá kho cà luôn. Rồi cá kho cà chứ không phải cà kho cá phải không? Đó là anh đầu bếp á, vậy lắm à.
Thầy bếp trưởng nấu cho sở không? Tính ra thằng Phong đẹp trai hơn hàng nhiều chứ. Quay ra nhìn hoàng ơi. Đâu lật tay anh coi coi xăm gì vậy? Coi xăm gì vậy? Mình đi biển mình phải chơi nguyên cá mập chứ. Đâu anh cái mã kìa. Phao đỏ. Đây là Phong xăm trổ. Trai ha. Xăm nẻ nhiêu tiền? Chuyện mấy bạn xăm vậy? Mới dẫn anh đi xăm vậy. Mày xăm chung với thằng Sơn không? Không. Gì hả? Xuống hai, lên tích ra ông hai. Xuống xuống lên tích. Được. Sư phụ. Sư phụ. Xuống. Xuống ơi. Xuống tích đi. Lên tích đi, khỏi ăn cơm. Con nào gạch rồi đó. Đâu cầm con lên đây anh quay phim cho Cương lên mạng luôn rồi. Đâu, đưa nó tích lên cây. Chưa tao mày đây. Để nè, vô giữa đi. Giữa. Đưa đây vô đây hà, ngồi đây dễ dục giữa hơn. Con nào có gạch. Làm xì đế không hai? Làm xì đế tôi lấy rượu. Nhai núp núp rồi nhả đại chứ. Được rồi coi. Đi quá. Xung lên tích ớp rồi. Ăn cơm, nó đèn cơm luôn. Cái này không có cái giá rồi. Vậy hấp dẫn với ta. Cái mũ nữa. Rồi cái giá cho mờ mũ quá. Sao vậy không có thấy giá hả? Giá bỏ đâu? Bỏ đâu? Không. Để mời cho cái giá giống vậy á, chứ không có giá ấy. Tại giống vậy có ai mà nó cho gì. Cho con trôi cũng này. Cơm. Đưa cho giết nữa đây. Ăn nữa không? Ăn. Bẻ con nửa trái thôi, không bẻ cho con nửa trái. Thôi. Còn cắn cái một tàn bữa cơm. Giữ lại con hút đũa đít đi. Rồi. Ăn cơm đi.